Nhận được sự chú ý lớn vào năm 2019 với phong cách nấu ăn độc lạ và gây ấn tượng mạnh với cụm từ siêu to khổng lồ. Và Tân Vlog là một trong những kênh YouTube đầu tiên có sự góp mặt của thế hệ bố mẹ chúng ta. Thế nhưng không vì thế mà bị lỗi thời mà thậm chí còn được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Thế nhưng theo thời gian thì mẹ con bà Tân Vlog đã vướng phải không ít những ồn ào sau. Vì vậy cuộc sống của họ bây giờ ra sao? Đó là một điều mà rất nhiều người quan tâm. Thời điểm huy hoàng nhất mà mẹ con bà Tân nhận về có lẽ là hàng chục triệu view trên nền tảng YouTube. Video mới thường xuyên lọt top trending. Thậm chí thì kênh cũng lọt top 3 kênh YouTube tăng lượt đăng ký nhanh nhất trên thế giới trong vòng 24 giờ. Khi ấy thì có những người vượt hàng chục tới hàng trăm km đến từ Hải Phòng, Bắc Ninh để tới Bắc Giang gặp bà Tân. Tuy nhiên thì nhận được nhiều sự quan tâm, đồng nghĩa với việc kênh của bà Tân Vlog tiếp tục phải nhận phải những post bị phản cảm, mất vệ sinh như nấu cháo gà nguyên lông, để chó lếm dĩa. Ngoài ra thì bà còn dùng tay không để nhào thức ăn, từ chính kênh của mình cũng như kênh của con trai tên là Hưng Vlog. Sau nhiều lần như vậy thì kênh bị nhiều khán giả quay lưng vì nội dung không hữu ích, bà Tân từng phủ nhận việc mình có thu nhập khủng từ YouTube. Kiếm được mấy tỷ một tháng thì bà Tân đã không phải mặc áo đẽo, đi dép lê như thế này. Người ta toàn ấp tiền vào người bà bằng lời thôi, làm gì có nhiều tiền thật đâu. Ai cũng bảo bà này giàu lắm nhưng tiền làm YouTube cũng chỉ ngang công đi sách vở mà thôi. Cuộc sống của bà Tân dường như không có điều gì mới. Trên trang cá nhân cũng chỉ đăng tải những hoạt động liên quan tới những video trên YouTube mà thôi. Có vẻ như sau những ồn ào không đáng có thì cuộc sống của bà Tân và các con trai trở lại sống thật và quay trở lại làm việc chăm chỉ trên YouTube.